Zalo hả? Zalo em Nghĩa, xin chào thầy các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với bên em Trung Nghĩa máy Nhật bãi nhá. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 thì em cũng tranh thủ lên video mới. Em nên nói chung là cũng nối tiếp cái video hôm qua thành công hôm qua thì bán nói chung là các anh đã mua sạch trơn nhá. Nói chung là máy thì rất là ok, rất đẹp. Hôm nay thì em nói chung là nối tiếp thành công hôm qua thì em lại nên được một lô mới, tất cả là 6 cây máy cắt cỏ hàng xịn sò, hàng Nhật bãi riêng nguyên bản các bác nhá. Các bác xem kênh của em lần đầu thì luôn nhớ ấn like đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Hôm nay thì em tranh thủ nên được 6 cây máy cắt cỏ hiệu Echo này, Echo Curit hoặc Bao Lô này. Đấy, và có cây G3K hàng cao cấp, hàng lớn cho các bác, và hàng Echo 26 hàng tầm vừa cho các bác, màu xanh rất đặc trưng, rất là hiếm chứ. Màu này cực kỳ hiếm các bác nha, màu xanh này rất là hiếm, và có Echo trắng. Đấy. Máy thì đa số là 20, những cây lớn, những cây nho tầm vừa này thì 22cc này cho các bác các gia đình. Nó chỉ nặng tầm khoảng hơn 3kg một chút thôi, khoảng 3,5kg, 4kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Đấy, và khi các bác mua hàng thì em cam kết với các bác là lúc nào bên em thì cũng nòng hơi là rất cả ring hết các bác nhé. Đấy, ring nguyên bản, tình trạng rất ok. Và em sẽ tặng đầy đủ đồ cho các bác khi các bác mua hàng, là tặng tất cả là 6 món này, có tip mở này. Có dao thì có dao tròn hoặc dao vuông nhá, và có dây đeo thì hoặc thì có dây đeo tròn hoặc dây đeo bãi này, và có thêm quả lục giác nữa. Những cái máy như ví dụ như thế này, em sẽ tháo cái phần hai cái thần tay cái đông này để em gửi cho đỡ, tránh cái tình trạng mà khi các bác ship các anh shipper giao hàng làm cong ấy, làm cong thì nó sẽ nó cong vênh, nó rất mất thời gian của em. Đấy, em sẽ ấy để em cột vào đây cho các bác, để tặng cho các bác cái lục giác để các bác vặn vào luôn. Đấy, rất là ok nhá các bác nhá. Và đặc biệt nữa, khi các bác mua hàng thì em sẽ tặng thêm cho các bác bộ tay ga gạt nhôm hoặc loại tay gạt thường này, gạt đen này, để các bác sử dụng không quen cái loại tay ga gạt này ấy, thì các bác lắp vào sử dụng tay ga bóp luôn nhé, để các bác dùng bộ này để sơ cua. Đó, là hai bộ. Các bác nhớ nhắc giúp em nhé. Và đặc biệt khi các bác mua hàng thì nhớ giúp em số điện thoại của bên em là 0947 nhé, 0947 594 678, số này em có sử dụng Zalo các bác nhé. Hôm nay thì em tranh thủ nên được no SB thì hôm nay có cây chữ tiền thì có cây SB01 dòng Curit bằng Echo. Cái này thì tình trạng riêng nguyên bản nó là 21cc, 21-22cc, nòng là 30mm các bác nhé, 30mm. Nói chung là sử dụng các bác phát tầm vừa rất là ok, vì đặc biệt có giật trợ lực này, có giật trợ lực rất là nhạy nổ. Và đặc biệt có tay ga thì em có hai bộ tay ga luôn. Thứ nhất là tay ga ghi đông này, đơn này, và có dư một bộ tay ga đơn này để cho các bác sơ cua luôn. Đấy, có hai bộ nhé. Đấy. Cái này thì độ nặng trung bình nó chỉ tầm 3kg mấy, 4kg thôi. Các gia đình rất là ngon, và đặc biệt là rất là dễ nổ luôn. Đấy. Em sẽ test thử cho các bác này. Rất là ngọt các bác nhá, rất là ngọt luôn, và tiếng ga nó cực kỳ gắt. Đấy, chỉ nó lòng 31-32 thôi. Rất là gắt. Đấy. Cái này thì các bác về cắt cỏ, cắt ví dụ như cắt cỏ quanh bờ ao hoặc là cỏ nhà mình nó dài dài ấy, cắt rất là ngon. Sử dụng động cơ 2 thì sao bác nhớt thì rất là bền các bác nhá. Cái này cái SB01 này giá của nó là 1,3 triệu, tình trạng riêng nhân bản khá là đẹp, khá là ok các bác nhá. Lò bò chấn cỏ ri. Tiếp theo nữa, giới thiệu nhanh với các bác nữa là cây số 2 SB02. Cái này thì nó là Echo trắng. Cái này thì nó là 21cc, nòng nó 31 ly. Cái này là FCG31E, tình trạng sử dụng chế qua Mro rin, nắp xăng hoàn toàn kín nhé các bác nhé. Cái này cũng thế, hoàn toàn nắp xăng kín và chế rin. Cái này thì sử dụng chế qua Mro, chế tự động, cũng là chế hàng cao cấp của dòng Echo trắng. Và chế này thì đa số là dùng cho hàng Mitsu nhiều. Đấy, chế này thì rất là dễ sử dụng luôn. Cái này thì sử dụng nắp xăng hoàn toàn kín này, và mình tình trạng bồ rất sáng này, bồ rất sáng, và cần lát thì ghi hết nguyên bản này. Đó. Thì trước này sẽ ghi chữ là Hitachi nhé. Thằng này thì nó
riêng nguyên bản nó giống như hàng echo trắng này, rất là giống nhau. Các bạn có thể cái form dáng của con echo trắng này. Đấy, bên em thì hay gọi là dòng echo trắng, nhưng mà ở đây nó ghi là Hitachi, nhưng mà mình cứ định link đây còn là con này là con echo các bác nhá, dòng echo đời mới, echo trắng đấy. Đấy. Cái này thì nó 21cc, tình trạng riêng nguyên bản. Cộc tắc này. Nổ rất là giòn các bác nhá, giòn tan luôn. Cái này đó là 21cc, là 3132 ly, giá của nó là 1,4 triệu các bác nhá. Tình trạng đầu bò chắn cỏ, đầu bò rim còn rất là dày này. Đấy, rất là dày. Cái đấy là cái chống mài mòn của hàng chống mài mòn nhé, đầu bò của đầu bò nhé các bác nhá. Đấy, cái này thì giá của nó 1,4 triệu. Tiếp theo nữa em sẽ quay nhanh cho các bác nữa cây số BFB03. Cái này là cây echo trắng, các bác thấy cái tình trạng ở bên ngoài nó này. FB03 đặc trị cái mũ màu cam và tem lima của nó rất là mới. Đấy, tình trạng máy rất là đẹp. Rất đẹp. Sử dụng chế Hydrin, chế Gone Pro, chế tự động. Và sử dụng là nắp xăng hoàn toàn kín các bác nhá. Mẫu sông xả của nó đây. Đấy. Sạc khí của nó đây. Sạc khí đã bị tuột ra thì gắn lại. Cái này bố tum nó bố tum liền. Các bác có thể cái phần bố tum này rất là mới này. Đấy, rất là mới. Công tắc green. Phần tem mác của nó ghi là Echo 221G. Sẽ test nổ sơ qua để các bác nghe. Rất là nhạy nổ các bác nhé. Các bác có thể thấy cái phần trước chụp giật của nó này còn rất là mới. Cái máy này còn mới trên 95%, rất là đẹp. Tem Nema còn nguyên. Chế sử dụng chế Gone Pro rin, chế tự động, rất tiết kiệm xăng. Đấy. Double rin hết các bác nhé. Đấy, double rin. Cái FB03, cái này nó là 32 ly, giá của nó là 1,5 triệu thôi các bác nhá, 1,5 triệu. Máy các bác sử dụng cắt vừa tầm thì rất là ngon. Cái này đặc biệt các bác sử dụng này cắt cái loại dao mà dao 3 năm hoặc cái dao tròn ấy, cắt cực kỳ là sướng luôn, vì cực kỳ là lợi xăng cái dòng echo này. Cái dòng này em bao cho các bác là vấn đề là lợi xăng luôn và cũng khá là bền, dòng này cực kỳ là xài cực kỳ tốt. Đấy, cái này là cái FB03 giá 1,5 triệu thôi các bác nhá. Đấy. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu nhanh với các bác nữa cây số SB04. Cái này thì cây echo Kyrit, cái này là hơn 26cc, máy khá là chất lượng ấy. Cái này thì sở hữu một cái màu đặc trưng màu xanh lõm chuối này rất là hiếm nha các bác nhá, vì đa số cái dòng echo 26 hoặc là echo Kyrit thì đa số là một màu, nó là màu đen cam hoặc là màu cam nhiều hơn, nhưng mà lâu lâu thì sẽ có một cây màu xanh lõm chuối như thế này, rất là hiếm. Đấy, cái này thì nó là hơn 26cc. Cái này là G, tên của nó là GAZE này, 2650S. Cái này nó 26,5cc, cũng gần 27cc rồi, khá là khỏe đấy. Cái này thì nòng nó 34 ly các bác nhá, sử dụng chế rin, chế cái này cực kỳ là nhạy nổ luôn. Em sẽ test sơ qua này. Và đặc biệt cái này có sử dụng giật trợ lực các bác nhá, giật trợ lực. Đấy, kéo rất là nhẹ luôn. Khá là độc đặc biệt các bác nhá, màu xanh lõm chuối khá là đẹp. Đấy, và đặc biệt nó là zin nguyên bản của dòng máy echo nữa, nó là hơn 26cc nữa. Cái này cắt cước thoải mái luôn các bác nhá, cắt cước cắt dao 30 35 được ok hết. Đặc biệt bố tum là bố tum liền, bố tum loại bố tum sắt.
Đấy, 4 dòng sắt. Đầu bò trứng cỏ rin các bác nhá. Đầu bò trứng cỏ rin. Cái này cái FB04 này. Dòng Echo giá của nó là 3.4 triệu... à quên. Sorry các bác, giá của nó chỉ có 2 triệu 2 triệu tròn thôi. Đấy, rất là nhạy nổ, cực kỳ nhạy nổ luôn và rất trợ lực. Đấy. Tiếp theo nữa giới thiệu nhanh với các bác nữa là cây hàng cao cấp, hàng hàng máy lớn. Hàng này thì tên của nó là hàng Komatsu G3K, hàng thương hiệu Komatsu G3K. Cái này thì nó 36 và 7 ni. Tình trạng thì ring hết nguyên bản thì các bác có thể thấy là nòng này. Đấy, chế này. Phần bình xăng trên này ring hết nguyên bản nhé. Tắp xăng rất kín. Đấy. Cái này thì cần lắp các bác thể phải xoay được 360 độ để các bác phát vườn số lượng lớn. Phát vườn đồi dốc, neo dốc thoải mái. Và cái này thì các bác có thể khi các bác phát cỏ xong đến mùa tưới nước các bác có thể lắp được cái đầu nắp tưới nước hoặc là cái đầu để cái xới đất nhá. Máy rất là khỏe vì cái này nó là 36 và 7 ni đấy. Mà đặc biệt cái dòng G3K này rất là khỏe luôn. Và cái tình trạng của cái này thì đẹp trên 90%. Các bác có thấy cái thân tum của nó này. Đấy, rất là mới, không chảy xước nhiều. Rất là hiếm có cái cây máy G3K nào đẹp như thế này nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp. Đầu bò trấn cỏ, có nó đi đầu bò rin. Đấy, đầu bò rin hết các bạn. Có trấn cỏ thay mới thôi các bác nhá. Đấy, cái này thì rất là nhạy nổ luôn. Cái này sử dụng có chân trống các bác nhá, chân trống lớn. Đấy. Nó sẽ test nổ sơ qua này. Rất là gắt, rất là nhạy nổ luôn, các bác có thể thấy. Chỉ cần nhích nhẹ ga là nổ ngay. Đấy. Nòng hơi ring nguyên bản. Cái này giá của nó là 3.200.000. Cây Komatsu G3K, nói chung là cây thương hiệu nổi tiếng rồi. Tiếp theo nữa giới thiệu với các bác nữa kỳ số FB06. Cái này thì tên của nó là Echo Curit 2620 các bác nhé. Đây. Dòng này là Echo Curit đời mới, hàng bao lô, hàng sản xuất cũng rất là mới đây thôi. Các bác dành cho những bác nào mà mua chuyên dùng hàng bao lô này, hoặc là những bác mà muốn mua trải nghiệm sử dụng, muốn thử hàng sử dụng hàng bao lô. Vì cái Echo Curit này thì nó sử dụng cũng rất là ngon đấy, tương đối là ok, các bác sử dụng gia đình rất là ok nhé các bác nhé. Và rất là lợi xăng, thì đặc biệt cái cây này như thế, hàng Curit. Đấy. Cái này các bác khi sử dụng thì các bác cũng không phải đắn đo về độ lặng của nó, vì cái bao lô này hoàn toàn là nhựa mica hết, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và hàng cái bao, các bác có thể thấy cái dây giật của nó, cái dây đeo của nó đây, nó rất là mới luôn, dây đeo rất là mới nhá. Đấy. Cái này thì nó 26cc, nòng nó 34 ly các bác nhé, giật trợ lực hoàn toàn. Mình sẽ test nổ sơ qua này, kéo e lên các bác nhé, rồi chúng ta đọc e xuống. Máy nổ rất là khỏe các bác nhé, nói chung là tương đối rất là ok. Và đặc biệt cái này sử dụng hoàn toàn là bố tum nhôm hết các bác nhé. Đấy, bình xăng dưới rất là to. Đấy. Cái này nó 26cc, nòng 34 ly, giật trợ lực, chế rin, chế quả Echo rất là nhạy nổ. Các bác có thể thấy được này, nhích nhẹ nổ ngay. Đấy. Cái này FB06, đầu bò trấn cỏ rin, giá của nó chỉ có 1.850.000 nha các bác nhé. Đấy, em sẽ quay qua cái đầu bò trấn cỏ này. Đầu bò trấn cỏ đi. Rồi. Nói chung là em cũng vừa tranh thủ quay nhanh cho các bác tất cả là 6 cái máy cắt cỏ hiệu hàng Nhật bãi tuy nguyên bản hết từ A đến Z các bác nhá. Và đặc biệt thì có con bao nô cũng giá rất là vừa tầm này, có 1.8 triệu thôi, rất là ok, 1.850 triệu thôi. Có con Echo hàng 34 ly cắt tầm trung cho các bác và những cây mắt tầm vừa cho các bác này. Đấy.
Máy thì giá em cũng đã báo cụ thể trong video rồi. Các bác thấy xem thì ưng ý cái nào thì liên hệ em qua số điện thoại của em là 0947594678 nhé. Liên hệ trực tiếp em qua số này của em có sử dụng Zalo các bác nhé. Máy thì em cam kết với các bác riêng nhân bản, sử dụng rất là tốt thì em mới bán ra thị trường. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn các bác ở những video sau.